Rồi, ok, hello tất cả các anh em ở trên NonoLip. Hello anh em. Bọn tôi cũng định chơi DayZ nhưng mà tin buồn với anh em là đúng 1 giờ đêm thì con DayZ nó cập nhật cái phiên bản mới 700M. Sau khi bọn tôi ngồi coi như là cập nhật phiên bản mới 700M xong, yên tâm vào coi như là server thì lại rất khốn nạn ở chỗ là server là chưa biết phiên bản mới. Anh em mà xem bọn tôi chơi scam đấy anh em cũng biết. Khi mà cái phiên bản game của chúng ta trên Steam mà nó bị lệch với cả cái phiên bản game ở trên server thì sẽ đéo vào được. Cảm ơn anh em Master Tơ Núi. Cho là chắc chúng ta phải đợi cho khi nào thằng admin cái server đấy nó cập nhật server lên cái phiên bản mới thì nó mới có thể ok được anh em ạ. Thôi nhưng mà thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, thôi thì không có game này chúng ta chơi game khác. Đằng nào tôi cũng đang trong quá trình coi như là cố gắng để phá đảo con Death Stranding này. Chúng ta cũng chỉ còn một khoảng tầm tôi nghĩ là chắc là khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ hoặc là cùng lắm là 4 đến 5 tiếng đồng hồ thôi chúng ta phá đảo con game này. Cho nên là anh em nào mà buồn ngủ anh em cứ đi ngủ trước. Có anh em nào mà tiếp tục ngồi đây cùng với tôi nhá, ngồi đây cùng với tôi, chúng ta lại vừa chơi, vừa tâm sự, vừa chia sẻ, vừa hỉ nộ ái ố, vừa coi như là đi đến cùng con game này. Bởi vì là dù sao đây cũng là một trong cái con game mà tôi nghĩ là rất là đặc sắc của năm 2019 này và chúng ta nên đi đến cuối cùng còn được. Không có tôi mà drop thì anh em lại kêu là drop lắm thế đấy. Nó mặc dù là tôi thì cũng mang tiếng là drop nhiều rồi nhưng mà thôi chúng ta cứ hạn chế thế nào hay thì đấy nhá. Ok thôi vào thôi, đã mất thời gian của anh em lại bắt anh em ngồi nghe nhạc nghe anh nhủ mất thời gian đúng không, vào có mẹ game một chỗ nhanh nhá. Hình như là trên NonoLip đang có sự kiện cái gì bình chọn streamer cái gì yêu thích cái gì khổ. Cảm ơn anh em xe tơn núi thâu đêm luôn xong xem anh ạ à, xem tú líp anh ạ à. Anh đang ngủ cạnh tú vì anh phải xem tú líp, anh đụ tú luôn gì anh phải xem tú líp, em nghĩ gì các em xem thôi anh nhé. Game biết hết cốt truyện rồi còn chơi làm đéo gì, ô việc của người ta chứ. Buồn cười nhỉ. Thế bây giờ anh em chơi game anh em cứ coi như là vậy, con game anh em chơi đéo là anh em chơi game cũ à? Bởi vì game cũ nghĩa là người ta chơi hết rồi à? Cũ người mới ta anh em, cũ người mới ta. Có liên quan gì đến nhau đâu anh em nhá. Nhất là với game offline các bạn, chúng ta tìm thấy cái sự hay hớm khi chúng ta tự khám phá cốt truyện thì nó mới hay chứ nhá. Rồi, quay trở về game thì cũng phải thông báo luôn với tất cả các anh em nào mà đến tận ngày hôm nay mới xem. Thì tôi phải nói thật với anh em luôn một cái điều như này, anh em sẽ bất ngờ khi mà tôi đã xây dựng một cái hệ thống gọi là Vạn Lý Trường Thành các bạn rồi. Vạn Lý Trường Thành, anh em nghe tôi nhắc lại này. Vạn Lý Trường Thành, tôi nhắc lại này. Vạn Lý, tôi nhắc lại này. Vạn, tôi nhắc lại này. Vạn Lý Trường Thành nhé. Vạn Lý Trường Thành. Tôi sẽ cho anh em xem cái công trình của tôi như thế nào. Đây, công trình đây tôi sẽ cho anh em xem. Đây là cái đích mà chúng ta cần phải đến. Và hiện tại tôi đã xây được một cái hệ thống zip line. Đây là cái điểm cuối cùng này. Zip line thứ hai này. Zip line tiếp theo này. Zip line tiếp này. Zip line tiếp này. Zip line tiếp này. Zip line tiếp này. Về đến tận cái mẹ phòng thí nghiệm của thằng Herdman. Đấy. Một nửa chặng đường, thậm chí là 2 phần 3 chặng đường xa như thế này là tôi đã đi rồi. Bây giờ là tôi sẽ phải tiếp tục quay trở về đây. Mang coi như là cái khối lượng hàng cực kỳ lớn. Tôi nghe đâu như khối lượng hàng ở đây như là hơn 100 cân. Mang từ địa điểm này xuống tận cái khu vực Construction Site này để hồi phục xây dựng lại khu vực Construction Site phía dưới. Đấy còn về cốt truyện của game thì tôi từ từ đã, tí nữa tôi sẽ kiểm tra live sau nhưng bình tĩnh. Nói qua về cốt truyện của game đến thời hiện tại cho anh em thể nắm được đó là trong cái phần chơi trước thì chúng ta khám phá ra rằng
là trong cái lịch sử của trái đất ấy, từ xưa đến giờ, anh em lại cho anh em có bình tĩnh, anh em ngồi sự khê khà điếu thuốc, là khê khà coi như là cốc nước chè nhá, khê khà điếu thuốc là ấm chè. Trong phần trước chúng ta chơi thì chúng ta đã biết được rằng là trong lịch sử của trái đất từ trước đến giờ 4,5 tỷ năm đã có rất nhiều những cái đợt đất sự tràn đinh rồi, chứ không phải tận bây giờ. Tuy nhiên hiện tại đang là một cái nguy cơ đất sự tràn đinh cuối cùng tiêu diệt toàn bộ loài người. Thế thì chúng ta cũng khám phá ra một điều rằng là bà mẹ nuôi của thanh niên Sam này, và có thể là cả chị gái của thanh niên Sam này, là em tên là gì nhỉ, chị gái thằng Sam tên tôi quên mẹ mất tên rồi, cái gì nhỉ, tôi quên mất nhỉ. Có thể ấy, hai người đấy ấy, là mang trong mình một cái dòng máu đặc biệt, nó gọi là dòng máu của thực thể tuyệt chủng, hay là có thể gọi một cái cách khác là mầm mống tuyệt chủng. Tức là hai người này có thể sẽ chính là cái chìa khóa để mà tạo nên cái vụ nổ Death Stranding cuối cùng, để mà xóa sạch loài người trên trái đất. Amelie. Đấy, cho nên là một cái điều rất bất ngờ là như vậy. Một điều rất bất ngờ là như vậy, đó là mẹ nuôi của Sam và cả con chị Amelie là có thể là chính là cái chìa khóa, chính là cái thực thể tuyệt chủng. Đấy, cho nên là càng về cuối thì lại càng có thêm nhiều những cái chi tiết coi như là nắt néo nhá. Anh em chờ tí, đợi tôi tí để tôi đợi tôi tí để tôi giải quyết cái vấn đề này sao đã. Mà anh em không buồn ngủ à? 1:30 rồi, đi ngủ đi. Đéo hiểu buồn ngủ, đi ngủ ngay cho tôi. Đéo hiểu đấy. Mày không phải học đi làm gì à? Tôi thật chứ, mặc dù tôi chơi game của anh em ngồi đây theo dõi tôi cũng mừng lắm, nhưng mà nhiều khi cũng cảm thấy nó ấy náy, bởi vì là khổ chứ anh em chả ngủ nghe gì. Mai còn đi học đi làm chứ. Đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bóng vẫn sợ thích tao, dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích, dù xa cách hai là đường chiến dịch. Tinh. Ok, nóng quá nhở. Tôi cởi áo khoác rồi đã. Mấy ngày hôm nay trời Hà Nội lạnh quá. Từ ngày hôm qua lạnh quá. Anh em nào mà đang ở trong Nam sướng. Hà Nội tôi thật với anh em chứ, riêng cái chuyện mà buổi sáng mà dậy được và chui vào trong chăn mà sáng dậy được để đi học đi làm nữa là cả vấn đề. Khổ. À đấy quên, còn trong phần trước đấy là chúng ta cũng biết được một cái... Cảm ơn anh em xe tơ núi, chúng ta cũng biết được một cái điều giả thuyết, đó là nhiều anh em đưa ra, đó là Sam chính là con của ông... Sam chính là con của ông cái gì nhỉ? Cái ông mà chuyên môn đi đòi thằng BB ấy. Đấy. Bởi vì là cả hai người đều có vết sẹo trên bụng. Cảm ơn anh em Versio. Cả hai đều có vết sẹo trên bụng, nên nhiều anh em dự đoán rằng là đấy chính là Sam chính là con trai của thanh niên đấy. Người ta cũng không rõ là có đúng hay không. Tay thằng Sam cầm cái đéo rồi đấy.
lúc bác ấy hết rồi vứt đi. Ê, ở tay tôi đang cầm cái đéo. À, đang cầm cái xây. Đang cầm cái PCC2. Được rồi, đi cất cái PCC vào đây. Cảm ơn Điệp Liên Tú. Rồi ôi Thảo, lúc nãy tôi chém gió là tôi đang nằm cạnh Thảo thôi. Gớm khổ. Cũng muốn lắm nhưng mà khó anh em ạ. Cũng muốn lắm, khó. Rồi, cho vào private locker đã. Nào bây giờ chúng ta check thử xem like xem mà từ lần trước đến hôm nay có được cái like nào không. Đéo mẹ. Xây cả thống vạn lý trường thành như này mà không được cái like nào, tôi thật với game. Xem nào. Đấy, em thấy chưa? Bữa trước có 3.600, hôm nay tận 4.300 rồi thế này. Thế là kinh rồi. Cảm ơn anh em người vô danh. Ôi dồi ôi, 4.300 luôn. Hôm trước nó có 3.600, khác bọt ngay. Đây nhá, việc đầu tiên là tôi sẽ cất con xe này đi này. Việc đầu tiên là tôi nghĩ là đầu tiên tôi phải xuống dưới cái nhà này, xong rồi cho sửa con xe đã, xong rồi tôi sẽ đi con xe đến cái chờ cái điểm cái zip line gần nhất kia, xong tôi sẽ về tôi mang toàn bộ đồ đi đã. Mục tiêu của chúng ta là như vậy. Đầu tiên vào trong này cho nó sửa xe đã anh em. Thêm 600 like nữa, kinh đấy. Cao lờ rồi, cảm ơn anh em Seton đây. Dậy đi. Khổ. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Mẹ vào đây tôi lại phải đeo lại kính với lại cái kính với cái mũ son này của tôi. Cứ bình tĩnh thôi anh em. Bây giờ chúng ta ngồi đây với nhau rồi thì dù gì chúng ta ngồi đây với nhau rồi, không phải vội vã làm gì cả. Cứ bình tĩnh mà chơi. Lần trước được có 31 like mày. Đúng là xây cái này xong cái mọi thứ khác biệt hẳn. Rồi ok, đi ra thôi. Anh thử cho Sam không đi giày. Vãi cả đáy không đi giày. Anh em thử nó vừa chứ. Anh em thử coi như là đi bốc vác mà anh em không đi giày xem. Rách chân ra luôn như Lâm Sung ngày xưa đi đấy. Rách chân luôn. Đây rồi. Lại hồi tưởng lại cái lão ấy đây. Lão bố đây. Ôi dồi, mẹ Giáng sinh ạ. Ăn mặc đồ của ông già Noel. Đến thăm con ạ. Khổ. Thế nên là clip đúng không? Khổ, vẫn mang quà đến để tặng vợ. Mặc dù là vợ đã hôn mê chết não nằm ở kia rồi. Vẫn mang quà đến mẹ Noel đến tặng vợ ạ. Khổ. Em sẽ thích những cái này đấy. Ồ. Cảm ơn anh em mà bốp bốp. Thế còn con thì sao hả? Chàng trai của bố. Bố con có thích bố mở cái này ra không? Chúng ta có cái gì ở đây thế này? Cái gì đây? À, chính là cái mà lủng lẳng ở cái này là cái mà lủng lẳng ở trên cái của thằng BB đúng không? Ủa, mang súng làm gì đây? Không cần cái này nữa đâu con. Bố đã không còn đi chiến đấu nữa rồi. Bây giờ con là tất cả với bố. Cho nên là bố sẽ ở đây với con mãi mãi. Những người bạn của bố sẽ biết phải làm gì với cái vũ khí thế này. Chúc mừng Giáng sinh con. Hơ hơ hơ.
Merry Christmas. Ông này là trước là tư lệnh, là đội trưởng của đội đặc nhiệm đấy, đi tham gia rất nhiều cuộc chiến tranh rồi. Bây giờ là giải nghệ về với con. Rồi, xe lại thành như mới rồi. Đầu tiên tôi phải phóng ra cái điểm kia trước. Mình sẽ về mình lấy... Đi! Ô này đấy, có con xe này. Con xe này xem khó. Level mẹ một đéo chất. Tầm này giờ tôi chỉ dùng level cao. Nào lên thôi. Cho anh em chiêm ngưỡng quả. Coi như là mẹ chiêm ngưỡng quả mẹ. Công trình của tôi cho anh em mẹ sợ hãi mẹ luôn. Nhìn thế này. Tất cả sẽ phải câm lặng trước công trình của tôi mẹ luôn. Tiếp tục. Ôi. Tiếp tục. Quá bò đòi. Tiếp tục. Ui ngon. Đến đây chắc nhiều anh em, chắc hàm dưới chắc từ trên cổ hạ mẹ xuống tận mẹ gót chân người. Quá vãi đài. Cảm ơn anh em Siozima thể hiện trình có một bật độ. Đáng lẽ tôi nên mang thêm cái PCC2 nữa xuống dưới này để xem cái điểm nó trực từ cái này nó ra đằng kia cho mình đỡ mất thời gian đi từ cái hướng kia đến nữa. Ơ đây, cái zipline đã là cái zipline cuối cùng chưa nhở? Mẹ thằng này rất son nhá, thằng Bujin Action này mẹ nó xây đúng cái điểm này xong rồi tôi bắt đầu với những cái thứ tiếp theo. Thế là nó được một đống line này. Trong khi nó xây mỗi cái đầu tiên, tôi mới là cái người mẹ hoàn thành công trình thế kỷ. Mẹ đau tôi. Cảm ơn anh em Akimoto. Sao nay lắm anh em người Nhật Bản à? Akimoto Takashi. Toàn các anh em này còn Nhật Bản nữa cơ. Xây quanh map dạo vòng tham quan đi anh ơi. Thôi mẹ. Xây xung quanh cái map này đéo rồi cho xong. Tôi xây cái chặng đường này thôi là cái chặng đường bố đời nhất rồi. Từ từ đây tôi lấy thêm cái PCC đã. Cái sao thằng nào lỗ xe gu này. Lỗ xe gu VL mẹ. Bố mẹ không dạy mày kích đi xe à? Hết mất cái này rồi, từ từ để tôi phải recycle đã. Cảm ơn anh em Công Thành. Xây một cái ngay chỗ hết men làm điểm đấy. Tôi đã phải góp Chiro vào để tôi có thể làm được cái PCC2 đấy. Thành kiều đéo gì, tôi đéo góp cái này vào cho câu các bà đâu, tôi góp vào là vì tôi đấy. Câu các bà ấy cứ tưởng tôi góp cái đống này vào là vì câu các bà chắc.
khi nào đột quán áp dụng công nghệ zipline đi ship hàng anh ơi? Đấy chắc đến khi nào mà có Death Stranding anh em? Đến khi nào có Death Stranding? Rất nhẹ nhàng. Theo lại anh em, đến khi nào mà có Death Stranding em nhá. Tổ sư có Death Stranding phát tôi vậy gì ngay? Công nghệ đấy cho anh em ngay. Đây, xây ở chỗ này ra. Không biết là chỗ này còn mới được không đi chứ. Cảm ơn anh em xe tơn núi. Chẳng rồi. Đấy, chỗ này đâu được mới đau chứ. Sam, that spot is too close to an existing structure. If you want to build a new one, nó xây cái điểm ngu thế. Thề với anh em đấy. Mẹ cái thằng chó nó xây cái điểm đi từ kia nó xây ngu, đó là mẹ. Rất ngu. À đây rồi, chỗ này có vẻ được rồi đấy. Thôi thì chịu khó xảy đây vậy. Rồi, trong đấy về lấy hàng thôi. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridge. Instruction. Xây một cái trận đầu thằng đầu tiên lấy like. Ở đây tôi xây một cái trận đầu thằng đầu tiên ở đây. Trận đầu nó luôn lấy like luôn ở đây. Thằng mất dậy chiếm của tôi mất bao like, bốn mấy like đấy. Ở đâu nhỉ? Có phải mình để trong private locker không? Rồi. Tôi phải mang tổng cộng là 30 nhân với 5 là 150 cân đấy. Vãi đái. Ôi. Nào đi, chồng tôi có khổ không? Được cái là ngay ngoài này có cái xe máy. May có cái thằng này nó... May có cái thằng này nó có luôn cái xe máy ở đây. Xe máy này sẽ giúp chúng ta vòng được cái điểm zip line kia. May vậy mà đéo rớt hàng. Ôi, shipper mẹ đằng sau chất mẹ buộc mẹ dây mẹ chun chất lắm. Dây chun buộc hàng dây xịn đấy. Rơi là rơi nào. Tưởng tượng ra mình tiết kiệm được cả đoạn đường vãi đái. Như thế này có khác nhéo gì phát travel đâu. Ừ nhưng mà nó là mồ hôi nước mắt của tôi đây. Ồ mồ hôi nước mắt đây. Tưởng mồ hôi con nhà bán nước mắt đây. Không được xây tự nhiên nó có được như này đâu. Trăm năm mươi cân trên người đấy, xếp phát ạ.
Cảm ơn anh em Akimoto Takashi. Hôm nay tôi dở lại mấy bộ hoạt hình của Ghibli xem hay phết. Ghibli chứ nhỉ? Tôi đã biết phải đọc cái tên của cái hãng hoạt hình là cái gì nhỉ? Ghibli à? Cái hoạt hình mà làm ra cái phim Totoro rồi là Vùng Đất Linh Hồn với lại Whisper the Heart rồi là những cái đéo gì đấy, mấy cái bộ Công Chúa Mononoke rồi Vùng Đất của Gió cái gì đấy. Đọc Ghibli à? Đặt cái tên khó ấy. Phim nào cũng hay hết. Cho đến tận bây giờ là cái bộ phim chiếu rạp mà được nhiều tiền nhất trong lịch sử của Nhật Bản vẫn là cái bộ Vùng Mất Linh Hồn mà. Không phải là phim điện ảnh đâu anh em ạ, mà là một bộ hoạt hình. Chính là bộ Vùng Đất Linh Hồn. Cho đến tận bây giờ nó là kỷ lục chiếu rạp ở Nhật Bản, bộ phim kiếm được nhiều tiền doanh thu cao nhất mọi thời đại. Chính là bộ đấy đó. Cảm ơn anh em Akimoto. Chó kéo đầu đuổi đấy. Biết tội đây rồi đấy. Thằng Viettel Port đấy. Khách chúng mày đuổi âm luôn. Ôi giời. Từ từ hỏng hàng. Từ từ không hỏng hàng. Bình tĩnh. Cảm ơn anh em Công Thành. Ở đây có nhạc bản quyền, tôi tạm tắt anh em nhá. Bài Almost Nothing Fit OK Kaya. Mời các anh em có thể bật YouTube hoặc là bật bất kỳ cái trình nghe nhạc lên để nghe. Một bài hát rất là êm đềm. Không phải là bài hát mà là bài nhạc thì đúng hơn. Rất êm đềm. Ai công trình kia? Kia chính là công trình mà chúng ta sẽ đến đây. Rất hùng vĩ. Phim của Shinkai Makoto cũng hay mà, Your Name top 1 doanh thu đấy. Thôi thật với anh em chứ, mấy bộ anime mà làm theo kiểu tình cảm mẹ drama tôi đều thích lắm. Xem nó phải có gì nó lạ, nó hay chứ còn xem mấy cái bộ anime yêu đương thì thật là tôi đều thích lắm. Tôi xem mẹ phim điện ảnh cho xong. Your Name đéo. Nói chung là anime mà về yêu đương thì nó cũng phù hợp với cả các anh em tuổi teen, đúng. Tuổi teen thì thường sẽ thích những thứ yêu đương. Tôi thích cái kiểu nó phải lạ lạ cơ. Nó phải lạ lạ cơ. Giống kiểu Vùng Đất Linh Hồn hay là Totoro ấy, nó rất là nhẹ nhàng thôi, nó không... Yêu đương, yêu đét gì. Mệt người. Rồi cuối cùng tôi đã mang vận chuyển được đủ đồ đến đây rồi. Sửa chữa lại cái khu này rồi. Bài này là ending song đó anh. Anh sắp phá đảo rồi thế à? Ending song à? Cũng đúng. Mình chơi giỏi thế sắp phá đảo đúng rồi. Good job Sam. Làm tốt lắm sao. Bây giờ access vào trong hệ thống, đưa nó online trở lại.
Đúng là có cái mẹ cái hệ thống zip line kia nhá. Không có thì vỡ mõm. Online là tôi có thể tiếp tục xây tiếp vạn lý trường thành rồi đấy. Chỗ này mà online tôi xây tiếp vạn lý trường thành được đấy. Conan với Doraemon đều là anime hả anh? Conan Doraemon là truyện tranh chứ. Manga trước chứ. Manga trước xong rồi thì mới đến về sau mới có anime chứ. And with that, we're all linked up. Cuối cùng chúng ta đã kết nối được. Anh đã đến gần chỗ của Emily. Cái cơ hội thứ hai cho nước Mỹ. Thành phố S được Knott City đang đợi anh. Bọn tôi đã xây một cái safe house cho anh. Bọn tôi sẽ liên tục mở rộng cái việc khôi phục tái khôi phục thành phố. Cảm ơn anh rất nhiều Sam ạ. Rồi, coi như là đến đây là cuối rồi đấy. Bây giờ chỉ còn tôi tiến đến cái thành phố kia là xong thôi. Nào bây giờ anh em có chấp nhận là chúng ta sẽ mở rộng vạn lý trường thành không? À, chúng ta chẳng phải mở rộng vạn lý trường thành. Điểm đến tiếp theo đây. Tôi nghĩ là chúng ta phải mở rộng vạn lý trường thành đấy anh em ạ. Edge of the Tabel đây này. Cái điểm này là cái điểm tiếp theo này. Gần đến rồi. Đến cái điểm này thôi là chúng ta sẽ xong. Cảm ơn anh em Khánh Nguyễn. Có xây tiếp không? Xây tiếp hả? Ok. Đấy anh em xem mẹ. Không một thằng nào đây nó mẹ. Nó bỏ công bỏ sức ra nó xây cái đường đi. Mỗi tôi. Sao cho em bị lắp rồi? Anh kia có xếp hạng được. Đây tôi build mấy cái PCC2 đã, ta xây ngược. Ta xây từ đây, ta xây ngược trở lại. Audit ở đây đâu có à? Yes. Được rồi, thế thì phải vòng lại chỗ kia thôi. Ok, tôi nhớ tôi vẫn tích đến mẹ 7-8 cái cơ. Cảm ơn anh em Điệp Viên Tú. Cảm ơn Thảo. Thank you Thảo. Thảo kêu Thảo. Đây, mình chạy quay ở đây. Làm sao để tắt sở Pandonet? À, thằng Quao Cao dám láo với cả em Thảo dễ thương của tôi à? Thằng Quao Cao mẹ Weebu Avatar Weebu à? Weebu này dám chửi em Tú em Thảo dễ thương. Bố láo bố lếu. Mày luôn. Hoàng Nam Nguyễn sở Pam Donate sao không bị ban? Một thằng Weebu nữa ra đi.
Nó không cho save, anh em ạ. Chỗ này nó không cho save. Nó cầu vồng, mẹ cầu vồng đấy, còn cầu vồng ngược chứ. Cổ sư bình thường cầu vồng nó phải chúc xuống dưới đây, mẹ cầu vồng nó lại chúc lên trên. Anh em like ý. Tại sao mà ghét Weebu vậy? Người ta thích anime thôi, có gì đâu mà. Tôi thích Weebu mà. Tôi Weebu chúa mà. Tôi đi ngủ là toàn ôm cái gối ngủ mà có in hình nhân vật anime ý. Ngủ ấy chứ. Hôm nào mà đéo ôm cái gối ôm đấy, đéo ngủ được. Tôi còn tôi còn được một lỗ trên cái gối đấy mà. Bỏ mẹ rồi, đường về xa rồi. Đường về xa quá rồi. Quả này phải lượn giỏi đây này. Lượn rất giỏi đây này. Mẹ chuyện, chúng mày bắt được ổng. Ôi đi, mẹ bị bắt rồi. Cổ sư đéo kịp cua. Có gì đâu mà chúng mày bắt. Có gì đâu mà chúng mày bắt ông. Đáng nạo lên đây là an toàn rồi mà. Không vấn đề gì đâu các bạn. Lên đây là an toàn rồi. Tổ sư. Có làm cách nào để tôi có thể đợi được qua cơn mưa để không nhỉ? Vào private room. Để nó bắt còn lấy đồ mà xây không cần anh em ạ. Chiro tôi nhiều lắm rồi. Lần trước là chẳng qua tôi tưởng là chiro tôi hết thôi. Bây giờ tôi đang có gần 3.000 chiro trong người cơ mà. Tiêu từ giờ hết game đéo hết. Mỗi cái zip line vậy mất có 30. Trời mai đéo hết luôn. Gần 3.000 chiro trước còn tôi giết cái con chó mà. Tôi giết cái con chó mà cái thằng gì ấy nhở, quên mẹ mất tên cái thằng rồi, thằng cái thằng mà nó điều khiển được bọn BT, nó tên là cái gì, thằng chùm cuối tên là cái đéo gì nhở, thằng chùm bọn khủng bố tên là cái đéo gì nhở, quên mẹ mất khâu đéo nhớ. Vào đây làm mấy ngụm mày đã. Hích em coi vùng đất linh hồn ban đầu coi em không thích cái thiết kế đồ họa của phim, nhưng em coi lúc thấy nội dung thu hút. Ô mẹ, hàng của Ghibli nó là cái cuốn lúc của nó là cái thiết kế đồ họa mà. Cái kiểu đồ họa của nó ấy. Tôi ví dụ những người như tôi chẳng hạn, tôi lại rất ghét cái kiểu đồ họa của anime cái thời kỳ hiện đại bây giờ. Cái kiểu vẽ tôi ghét lắm. Cái kiểu vẽ của đồ họa anime tôi rất ghét, nếu tôi xem luôn. Nhưng mà cái kiểu vẽ của riêng Ghibli tôi rất thích. Nó mang cái hơi cổ. Nó cổ, nó không quá chi tiết, nó cổ và nó nhân vật nó không phải là bóng bẩy như là những cái bộ anime bây giờ. Nó rất là bình thường thôi. Không quá bóng bẩy. Nhưng mà xem vẫn rất là thích. Chứ còn cái kiểu đồ họa, kiểu anime tôi không thích mà. Tùy sở thích mỗi người thôi. Đái cái. Nice. Number one.
Gimli nó vẽ tay chất ở chỗ đấy không? Thực ra thì vẽ tay hay vẽ máy thì nó cũng không gì, bởi vì là Gimli thì họ cũng đã chuyển sang màu màu kỹ thuật số từ rất là lâu rồi, họ đã lên màu kỹ thuật số từ rất lâu rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm là kể từ con công chúa Mononoke là nó đã sử dụng màu kỹ thuật số rồi. Cái quan trọng là phong cách anh em ạ, chứ không phải là cái vấn đề là chúng ta vẽ tay là gì, cũng dùng màu kỹ thuật số hết rồi mà. Cái vấn đề là họ cái phong cách vẽ của họ nó không bóng bẩy như kiểu những cái anime khác. Những cái anime khác là thường rất bóng bẩy, gồm nhân vật nam, nhân vật nữ chính là trông cứ phải trông cứ mẹ trông mẹ như là vậy, đúng kiểu Chu Sừng Quan đấy. Mà các cái phim của Gimli thì họ lại rất là bình thường thôi, giản dị bình thường. Rồi, bây giờ mẹ cầm thêm một đống PCC theo người mẹ luôn. Yên tâm luôn. Ô, cái này hỏng mẹ rồi này. Vứt thôi. Bây giờ toàn harem với Eiichi thui, toàn mấy thứ nhảm cứt hầm. Tôi tin rằng là mỗi sản phẩm anime họ làm ra thì đều có đối tượng hướng đến cả. Tôi thật với anh em luôn, chứ bây giờ làm anime cho lứa tuổi teen xem mà làm những kiểu chiêm nghiệm kiểu anime kiểu nó chiêm nghiệm như là kiểu của Ghibli thì thật với anh em đéo tuổi teen nó xem đâu. Thu thật với anh em điều như vậy. Đối tượng gì, tôi đang lứa tuổi teen thì đứa nào chẳng thích kiểu gọi như là bao giờ chẳng thích kiểu tình yêu ướt át như tay ba học trò, rồi là coi như là Eiichi, rồi là đứa nào chẳng thích anh em. Không xây được ở đây em nhỉ? Ốc Tết đi tách tật là cái gì? Okay. Leo lên cái núi này xem sao. Chướng ngại vật, làm gì có chướng ngại vật gì? Hay là do bên dưới kia có cái khu vực của bọn Viettel Port là đéo xây được. Bức minh nhỉ? À đây, được, chỗ này được rồi. Từ lên xa nữa xem sao. Cố lên.
chỗ kia chắc đúng là hơi dốc thật. Đây là ngon rồi này. Xa quá rồi. Biu. Cái lúc nhà ổng mất điện, ổng líp tâm sự đêm khuya tay vẽ đẹp lắm. Sâu tay nhìn như nải chuối múp múp đáng yêu rồi. Ừ, à Thảo, không chỉ có ngón tay của anh múp múp đáng yêu đâu Thảo ạ. Trên cơ thể anh còn một nơi nữa cũng múp múp đáng yêu lắm. Nó múp múp đáng yêu cực luôn ý. Bóng nhảy. Ôi không nào. Từ từ. Xây cái này cho cao. Bắt buộc phải xây ở đây thôi, bởi vì là nó bị ấy anh em ạ, nó bị chặn bởi cái đoạn kia, mất phải xây ở đây thôi. Tại sao tôi phải xây ở trên cái điểm cao, bởi vì là từ cái điểm cao thì mình mới thì mình có xây cái zipline ở dưới thấp thì nó mới không bị chặn bởi những cái gạch đá với cả những cái mô đất, anh em hiểu vấn đề không? Tại sao tôi hay xây zipline ở cái điểm cao là vì thế. Nó sẽ đảm bảo là zipline của chúng ta nhìn từ xa vẫn nhìn thấy được. Cái zipline này của tôi lại còn lên kết được cả với cái zipline đằng kia kìa. Quá nhở. Ngon.
Mưa đấy. Kinh không? Xây đến tận mẹ chân chỗ này luôn. Thằng nào mà chơi sau tôi thật đấy, game sướng. Chưa bao giờ sướng hơn luôn. Xây đến tận chân chỗ làm nhiệm vụ luôn. Được rồi. Để xem nào. Xếp game đã. Anh Dũng năm nay có ra hài Tết không? Năm nay chưa biết được. Còn tùy vào xem có bận rộn gì không chứ, vì anh em phải hiểu. Làm mệt lắm. Anh em mình cũng tưởng là chỉ cần có một cái máy quay xong rồi anh em mẹ lên là kịch bản là anh ơi, xong rồi đoạn này nó nằm ngoài biển thì tôi đi kiểu đéo gì anh em nhỉ. Mẹ cho anh nó nằm ngoài biển này. Đi kiểu đéo gì nữa. Cảm ơn Điệp Liên Tú rồi Thảo đấy, thấy của tôi tròn trịa dễ thương cái là Thảo lại gửi sticker ngay. Đây à, chắc là đi xuống cái đường dưới này đúng không? Nó cái pin của tay cầm pet ha, pet bốn lại hết pin rồi, ớt đi còn đéo gì đâu. Này anh em ơi, làm nào tôi đi xuống dưới biển bây giờ, chả có tàu biển đéo gì đi kiểu gì. Bây giờ tôi cắm cái dây sạc á. Cảm ơn anh em Akimoto Takashi. Anh em ở bên Nhật à? Anh em ta Akimoto Takashi ở bên Nhật à? Bên Nhật hôm nào về Việt Nam nhớ mang tôi cái điện đúc nhá. Trước đến giờ có bao nhiêu anh em cũng như là center ở bên Nhật nhưng mà không bao giờ tôi nhờ mang cho tôi cái. Bỏ mẹ rồi, mưa rồi. The only way west is through that. To make matters worse, I don't believe your PCC is. À, lão này nó bảo là cái PCC của tôi không đủ sức để xây cái đường để tôi có thể đi qua được cái nơi này. Chắc chắn phải có một đường nào đó khác. Chúng ta không thể bỏ cuộc được. Không phải cái bước đến cái lúc này rồi không thể bỏ cuộc được. Hãy cố gắng tìm ra bất cứ cách nào để có thể đi qua được cái vùng biển này. Cách nào? Đéo mày. Có anh em nào biết cách nào tôi đi qua ở đây không? Mưa đen. Cố gắng vào đây, chú vào đây. Vào đây chú mưa thôi anh em ạ. Cứ đi đi chắc phờ rác dai ra giúp. Thế à? Hy vọng là như vậy. Chú mưa ở đây rồi. Sao nó không pass time được nhỉ? Tại sao nó không cho tôi pass time? Thế là mình để cái xe máy ở gần đây quá. Cảm ơn anh em Jimmy, chắc không phát tham được vì ở đây có bọn BT không phát tham được nữa. Ở kia có anh em xây cleaning ancho kìa. Đây. Cái điểm này đây mà từ đây làm thế nào để. Tôi đoán là chắc là chỗ này đây. Có anh em xây. Đi xuống dưới này đây. Đi bên trái á. Lúc nãy ở bên kia tôi thấy có cái cầu thật. Không rõ là có phải bên đấy không. Không đi được anh ơi, nhiệm vụ gần cuối mới cho đi. Yêu yêu anh em, bên đây nhiệm vụ này còn thế nào nữa. Tôi bắt buộc tôi phải tìm đường qua.
Anh em mày đang làm cái chỉ đường đấy. Có vẻ là không phải là đường này rồi. Thế đeo được tao nói một câu cho nó buồn. Cái biển chỉ này nó chỉ vào đây à? Chắc là phải qua cái cầu bên kia rồi. Không phải ngẫu nhiên lại có cái cầu ở đằng đấy. Có anh em xây cầu bên đấy chắc phải có ý nghĩa. Anh chạm các con BT để nó kéo ra. Wow. Bên kia kìa. Có người xây cầu bên kia nó phải có mục đích người ta mới xây cầu bên đấy. Có cả cái ô để chỗ để sạc kìa. Chạm vào các con BT để BT kéo ra biển á? Thật không? Sam, it might be worth looking through your mail in case there's anything. À, đọc mail. Có nhắc tôi đọc mail. Ờ, có khi là trong hòm mail của mình thật. Cảm ơn anh em Akimoto. Đây, như đây đúng không? Đéo phải. About that way, might have noticed something. Chạm vào BT nó kéo ra cơ mà chưa làm nhiệm vụ chỗ đó ra đâu, cũng không đặt zip line được không? Tôi chưa cần đặt zip line lắm. Nhưng mà là chạm vào con kia gì? Chính xác anh em. Chính xác phải chạm con BT nó kéo ra gì? Để tôi quay lại nhá. Imaichi. Rồi. Số phận cái nick level 57 của Imaichi đang tùy thuộc vào cái việc là bọn BT kéo tôi ra đấy không. Tôi nhớ rồi. Imaichi. Nào, ta cùng xem. Nó không cho xếp anh em ạ. Với cả đoạn vừa rồi cũng vừa xếp rồi. Xuống xe hả? Ok, nào. Mấy con BT kéo bố ra đi. Kéo tao ra đi bê quê ơi. Kéo đi. Kéo tao đi. Ôi dồi ôi, đúng thật anh em ạ. Đúng thật. Ôi dồi cái đéo gì đấy. Vai cắt đi. Đâu hết rồi vũ khí đâu. Vai cắt đấy à. Voi xanh à? Tôi phải giết mấy con cá voi này anh em.
chạy qua thôi gì. Cố lên cho con nó khỏe. Rồi rồi, tôi đến nơi rồi. Amelie kìa, bây giờ làm sao ra được chỗ Amelie? Bây giờ làm sao ra được chỗ Amelie? Bây giờ làm sao ra chỗ Amelie? Anh ấy bảo tôi làm sao ra chỗ Amelie? Nhảy xuống à? Xuống mẹ đi. Ôi, đến rồi. Khổ. Chị không cứu em mà. Đéo hiểu như thế mình chết đuối. Đéo vớt lên à. Vớt tôi lên. Đến. Đéo hiểu chị nhìn thấy em mẹ chết đuối, đéo mẹ làm gì để cứu chị em, thật con kẹt tình nghĩa xạo loèn. Tình chị em đúng có mài ra man được không?
tôi tỉnh dậy bãi biển rồi. Con chị này là giống bà mẹ, tức là nó là cái thực thể tuyệt chủng, tức là nó có thể liên kết được những cái giờ mic với nhau đấy. Khả năng của nó là nó có thể liên kết được những cái giờ mic của những cái người, của những người khác nhau vào chung một mối. Kiểu như là người bình thường là mỗi người chỉ có một cái giờ mic riêng mà không liên kết với nhau ấy. Nhưng mà con Amelie này với cả bà mẹ bà Brickstrand có khả năng là liên kết cái bãi biển với nhau. Nó giống như kiểu tạo thành cái mạng lưới ấy, thực thể tuyệt chủng như vậy mà. Đưa đến cứu thì đéo cứu, hát hò cái gì. Cảm ơn Điệp Liên Tú. Mà này, thế này con chuyện gì thì hết hàng họ của mình à? Bỏ mẹ thì bỏ mẹ rồi, bị nhìn hết hàng họ rồi, che chim đi. Ô, che cu đi. À, mình tỉnh lại ở trên cái chỗ kia rồi. Đi qua được cái eo biển đấy rồi. Khiếp. Uống nước sông tô lịch. Ui khiếp, còn đôn mẹ ra cả rán à. Thằng Hích, yên lặng, nói bé thôi. Mày không muốn khiến cho cái đứa con gái đấy sợ hãi đấy chứ. Đứa con gái nào? Nó ở đấy đấy, tao có thể ngửi thấy nó. Ý nó nói con chị đúng không? Ý nó nói con chị. Ơ, nhau ở đấy. Mặt nạ Hunter kìa. Cảm ơn mày cũng rồi. Đấm luôn. À đây rồi, mặt thật đây rồi. Trông đẹp dai chứ nhỉ. Trông hơi đều đều. Trông hơi đều đều. Thầy nó đang bảo là thế giới rất là yếu đuối. Tao cũng không có dư, cũng không phải là trường hợp đập. Lại liếm liếm con kẹt à. Nó bảo nó cũng yếu đuối như thế giới này không khác biệt gì. Nhưng ta không phải là người duy nhất là đeo mặt nạ đâu. Cái con mụ bót của mày. Và đừng quên cả bản thân mày nữa, đếp. Cái gì đấy? Ổn thôi, ổn thôi. Tao biết không dễ dàng gì nhưng mà suốt ngày phải đeo mặt nạ. Vãi. Mày nhớ cái này chứ. Ai rồi, cái dây chuyền tặng bà chị đây rồi. Tội nghiệp Amelie dễ thương. Poor sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Chúng ta cùng đua đến chỗ chị mày được không? Whoever wins gets to usher in the end of day. À, thằng nó muốn rủ tôi đua anh em ạ. À, nhà bao việc đua đéo gì. Cái sắp bắt đấy. Nó rủ tôi đua đến chỗ con chị ạ. Thằng nó có cái vũ khí riêng sau lưng kinh chưa? À, cái đấy là cái của thằng bên, của cái tổ công BB. Ây à. Thằng này là cái cấp độ Doom của nó cao. Nó còn dịch chuyển tức thời được. Tao tự hỏi khi mày nhìn thấy cái chết trong đôi mắt của chị mày, mày có chớp mắt không? Đua thôi anh em. Đua thôi. Episode 9 Hick. Game này có tất cả bao nhiêu episode anh em? Cảm ơn anh em, chị em cô bối. Still with me, Sam?
Even now, our way forward, our way to save Emily is the same as always. Your first priority is to get the local distro center on the network. Until it's complete and everybody's connected, Higgs won't find it easy to get to Emily. She should be safe. So take your time and do it right. Người thì 12, người thì 13, người thì 14, rốt cuộc là bao nhiêu? Ồ. Được rồi. Bây giờ thì tôi đã rời xa cái vùng đất cũ rồi. Tôi đã mò đến vùng đất mới rồi. Trên này cũng có một cái chi nhánh của Brick chứ. Mười bốn chapter tất cả mới được có 9 à? Thế chúng ta mới đi được có 2/3 chặng đường thôi à? Thế mà anh em đã bảo sắp phá đảo đến nơi. Cảm ơn anh em An Phùng. Hai F sau là phụ lục. À thế à? Thế thì chủ yếu là 12 thôi đúng không? Chỉ còn 3 thôi đúng không? Thế thì mình được 3/4 chặng đường rồi. 3/4 chặng đường rồi. Rồi, tôi phải cho cái web B vào đây để kết nối cái chỗ này với cái kia đã. Cảm ơn anh em An Phùng. Chapter sau rất ngắn. Thế hả? Trước khi vô thành phố phải đem phun đạn dược súng ống. Được, trước khi vào thành phố phải mang phun đạn dược súng ống kìa. Được, tưởng gì đạn dược với tôi là chuyện quá đơn giản. Mấy cháp tiếp đây ngắn lắm, nhoằng cái là hết. Cảm ơn Điệp Tiên Tử. Chắc chủ yếu là chiến đấu, đấu cả chùm cuối rồi đúng không? Ai giặc kinh đi chứ. Mẹ. Đéo gì mình đã đi được cả chặng đường như này rồi. Vãi đái thật. Sang đến bờ, coi như là bờ Tây nước Mỹ rồi. À, tôi được một khẩu coi như là Grenade Launcher. Kinh đấy. Làm tốt lắm Sam. Anh đã làm được điều mà chị anh đã từng làm. Chúng ta chưa rồi đến xa như xa đến thế này. Anh gần đến thành phố X, North City rồi. Địa điểm cuối cùng của anh đấy. Đó là nơi Amy đang đợi anh. Cười lên Sam. Chỉ còn một thành phố nữa thôi. Một lần cuối cùng anh phải dí cái USB của anh vào. Ngay khi đấy thì cái mạng lưới của đất nước chúng ta sẽ đưa anh về nhà. Nhưng mà anh hãy cẩn thận vì ngay khi anh kết nối cái thành phố đấy thì vị trí của Amelie cũng sẽ lộ cho thằng Hick. Cho nên anh cần phải đến tìm được Amelie trước thằng Hick. Đến phòng riêng của Amelie. Khi nào anh sẵn sàng cứ bảo cho tôi. Được rồi, tôi sẽ phải... Khi mà tôi đến được cái thành phố cuối cùng mà tôi kết nối vào mạng lưới là tôi phải thật nhanh chạy đến phòng riêng của Amelie để cứu. Nếu không có thằng Hick nó sẽ đến đấy. Lộ vị trí của em đấy ra. Trang bị đầy đủ đồ chơi rồi ra thành phố. Được rồi đây. Nhưng cứ bình tĩnh đồ chơi thì quanh đi quẩn lại đi. Có cái lựu đạn là cùng chứ có đéo gì. Mang cả khẩu Assault Rifle để khi đánh chùm bắn đạn xuyên qua khói của Hermantic Grenade. Nó biến đạn thành đạn chống BT. Sam. Over here, Amelie. Ở đây, Amelie ơi. Mạng lưới sắp hoàn thành rồi, chỉ còn một cái điểm nữa thôi. And then America will be whole again. Đó, cả nước Mỹ sẽ được kết nối trở lại. Did I ever tell you my real name? Chị đã bao giờ nói cho em biết tên thật của chị chưa? I wanted to. Chị rất muốn. It's Amerigo. Tên thật của chị là Amerigo. Kinh quá nhở. Amerigo dựa theo tên của ông Amerigo Vespucci. Mặc dù Amerigo bọn nói dối về nước Mỹ. Chị đang ở trên bãi biển Sam ơi. Bãi biển của chúng ta. Cái nơi mà chị được sinh ra. Hick sẽ không bao giờ tìm thấy chị. Ơ, con này là ở bãi biển à?
Nên em đừng lo. Ơ, thế con này không phải thực thể sống à? Em cứ mang USB đến thành phố Eternal City và kết thúc gì chúng ta bắt đầu. Chị sẽ gặp em trong phòng riêng của chị. Có thứ này chị muốn em biết sao mà. Chị đã che giấu thứ này khỏi em. Chị đã đeo cái tấm mặt nạ từ quá lâu rồi. Tất cả gì Hick nói với về chị là sự thật. Chị có thể kết thúc tất cả, cả cái thế giới loài người. Một cái cuộc tuyệt chủng, đó chính là chị đấy. Ý chị là sao? Nhưng mà đó không phải thứ chị muốn. Tất cả gì chị muốn cho em và chị, đó là tất cả thế giới kết hợp thành một. Đấy, còn chị ở thú nhận nó là thực thể tuyệt chủng rồi. Sam, chị đã thú nhận thực thể tuyệt chủng rồi. Đấy, chính nó có thể gây ra sự tuyệt chủng hoàn toàn loài người mẹ luôn. Hứa với chị là em sẽ dừng chị lại. Đừng để chị tiêu diệt thế giới loài người. Chị đợi em ở bãi biển. À, con chị nó không muốn. Nó muốn mình dừng chính nó lại. Nó không muốn coi như là xóa sổ loài người. Khổ. Hình như theo lịch sử, ông Amerigo đến châu Mỹ nên đặt tên châu lục mới là America theo tên ổng. Nhưng trước đây Columbus đã lên đấy rồi. Ở hồi đấy là Columbus nhầm là Ấn Độ đúng không? Columbus ở đấy đi nhầm là cứ tưởng là cái vùng đất mình leo lên là Ấn Độ. Hóa ra đấy là châu Mỹ. Chết quên, tắm cái đã chứ. Người bẩn quá. Ờ, đéo hiểu, con chị vừa là thực thể tuyệt chủng nhưng lại muốn thằng em ngăn mình. Mà hình như là cái việc mà mình kết nối toàn bộ nước Mỹ với nhau cũng chỉ là giúp con chị nó có thể dễ dàng làm cái vụ nổ coi như cuối cùng thôi đúng không? Kiểu như là tất cả nước Mỹ mà kết nối với nhau thành một mối rồi là con chị sẽ kết nối tất cả lại ấy. Nó tạo thành vụ nổ trên toàn bộ nước Mỹ ấy. Tiêu diệt toàn bộ loài người mẹ luôn. Tổ sư mẹ. Vẫn cứ thúc giục mình đi hoàn thành cái mạng lưới đấy nhưng mà lại vẫn thúc giục mình ngăn lại. Chắc là kiểu bị Kiểu là phải chiến đấu giữa hai suy nghĩ. Kiểu chiến đấu hai suy nghĩ, một bên thì là muốn phá hủy, một bên thì lại muốn là kết nối ấy. Hiểu thế nào được đàn bà hả anh? Ôi ôi, đúng quá mẹ anh em. Gen tờ lờ meo, nói một câu phải nói là đỉnh cao công nghệ mẹ luôn. Đúng, hiểu thế đéo được đàn bà. Đúng nhở. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh em gen tờ lờ meo. Câu nói có thể nói là đây là lúc lão Clifford đang bế thằng BB đi trốn đây đúng không? Để kiểm tra đường khác đi. Bọn lính gác còn đang đi tìm. Vâng thưa ông. Không, mở nó ra, hắn ở bên trong. Lùi ra. Chắc sắp bị bọn lính nó bắt. Hiểu thế nào được lòng dạ đàn bà, đúng thật. Check the terminal and pick up that order before you leave. You can't finish the job if you don't. Ở đây tôi có cần phải từ từ anh em cho tôi hỏi, ở đây tôi có cần phải xây mấy cái zip line nữa không? Khổ. À, có 30 cân thôi. Khá nhẹ nhàng. Đây. Điểm đích tiếp theo của Eternal City đấy, mảnh ghép cuối cùng. Đấy rồi, nó đến thành phố rồi, không cần phải zip lại rồi các bạn.
Bây giờ mang theo nhiều đồ chơi gì, súng ống các thứ gì. Nhưng mà mang xuống đi bắn BT hay là mang xuống đi bắn người? Bởi vì là trong thành phố này có bọn khủng bố mà. Bọn tôi là tôi mang súng đi để bắn BT hay mang súng đi bắn người tôi còn biết. Đây, ngay khi tôi nhét cái chìa khóa vào thì nó sẽ kết nối toàn bộ nước Mỹ. Cất PCC lấy đồ chơi ra phang chết mẹ nó đi. Mặc giáp, đem súng bắn BT, rocket, súng phóng lựu nhiều vào. Bắn bot, nhiều bot lắm. À, bắn bot gì? Okay. Bắn BT loại mới. Nói chung là súng phóng lựu các thứ đúng không? Có á. Thích thì tôi chơi. Đấy rồi. Có cả remote ạ. Launches explosive projectiles, as you may have guessed, can be used in conjunction with a variety of rounds. Là cái này là bắn xong kích nổ từ xa. Said rounds are indeed detonated remotely and at your discretion. Kinh quá nhỉ? Bắn xong kích nổ luôn. Ok, xin khẩu. Cất PCC đi. OC's Cảm ơn Điệp Tiên Tú. Chuẩn bị vào trận chiến cuối cùng rồi anh em ạ. Climbing An cho vứt bại hết đi thôi. Bây giờ còn cầm Climbing An cho làm đéo gì nữa. Đây, bây giờ tôi mới build giáp, anh cứ bình tĩnh. Lấy súng tỉa, tỉa con BT mới vãi cả đấy, còn cả súng tỉa nữa cơ. Đây, làm cái giáp đã. Quay giờ giáp đây rồi. Chỉ được hai cái thôi. Súng này. Đầu tiên là phải mang nhiều. Này, mấy cái súng này thì nó tự động nó bắn ra phóng lựu luôn, hay là tôi phải mang theo cả lựu đạn nữa? Không, mình cứ mang theo lựu đạn nữa nhá. Cứ mang theo 3 quả để phòng đi. Súng ngắm à? Có remote detonation này thôi. Từng này là nhiều lắm rồi gì nữa. Tôi mang theo toàn Grenade Launcher gì. Mang theo cả Riot Shotgun à. Anti-BT Handgun. Mang phun lựu đi á. Tám quả luôn. Không, không ghép vào chân được. Ghép vào chân tại vì trên người của tôi đang có cái bộ cái kia thì ra. Có ghép vào chân không nhở? Tại vì là ở chân tôi đang là cái bộ di chuyển kêu ghép được không? Được thế nào nhỉ? Được đúng không? Ở cái bộ này là ghép được. Bộ này là ráp vào chân được. Đúng rồi. Tùn rách thôi.
Nhiều quá tổ sư. Mà nhiều quá. Tổ sư 98 cân ạ. Mấy cái level 1 này thì súng cũng nhiều đạn à? Tớ tôi làm thêm hai cái giáp chân đã. Ôi, anh em nhìn tôi giờ bố đời không? Cái thêm mồ pát này bỏ đi nhá. Đéo cần oxygen hãy bỏ đi này. Hai cái này mình có ở trên núi tuyết đéo đâu mà cần. Bỏ luôn. Oxygen cái kia đi luôn. Khẩu súng khá nặng. Boss cuối cao lắm, ném bom không tới. Thôi cầm đi cho nó an toàn. Thế thì bỏ ba cái này ở nhà đi. Tớ nghĩ là chúng ta bỏ ba quả lựu này ở nhà đi. Rồi 86 cân. Nguyện nhòa. Lắm súng quá, ba khẩu Renet Launcher này. Được rồi, mẹ này. Nhanh mà, không vấn đề gì đâu anh em ạ. Được, không vấn đề gì đâu. Ổn rồi. CPM phạt ạ. Ở trong chỗ này không gara này, không có một cái xe nào, bắt tôi phải đi bộ anh em ạ. Đây, trong gara không có một cái xe nào. À, mình build mẹ xe mà đi nhở. Từ từ. Build mẹ xe mà đi. Mình build xe được mà. Làm con xe máy mà đi, tội đéo. Cho nhoanh. Ơ. Ừ. Đéo cho à? Không cho mình xe máy rồi. Còn một đoạn ngắn nó đéo cho người ta đi xe kìa mà. Tầm này tôi thật với anh em luôn mẹ. Tôi để dành mấy khẩu súng để đánh boss cuối nhá. Còn lại mấy cái quả lựu đạn này chúng ta chơi với cả boss vậy. Boss thường thôi. Có cái zipline này. Vẫn có anh em xây zipline ở đây này. Hay là zipline đến thẳng mẹ điểm cuối cùng luôn. Được thế thì tốt quá. Bắt đầu mưa rồi.
bắt đầu rồi. Anh Dũng ơi, game PES muốn chơi online với bạn bè được không? Đương nhiên. Nhưng mà anh em phải mua cái gói PES 4 online. Phải mua cái gói PES 4 Network thì anh em mới chơi online bạn bè được. Tức là anh em cứ cảm tưởng là anh em mua game xong anh em còn phải mua cái dịch vụ online của PES 4. Thứ hai là bạn bè của anh em cũng phải có PES 4 nữa. Kinh quá nhỉ, cái thành phố này bị quả nó đặt quả bom hay cái gì ấy, nổ tung tường luôn. Ủa, cái gì đấy, vãi đái ạ. Con này nó ở trên cao, tôi phải ném nó gì. Tưởng gì chứ. Dăm ba cái con này. Ôi. Mấy quả nó nổ ấy. Dăm ba cái con rồi. Đuổi luôn. Cảm ơn Nam Mai Linh Phạm. Ôi dồi, tránh ra đừng dây vào. Ừ, đương nhiên. Tôi thừa lựu đạn trong người để chiến luôn. Nó mẹ nó đánh quả bom nhỉ. Chả đừng thế. Ồ, quả đấy tôi cứ tưởng tôi có thể xông phi nhảy qua được. Bình tĩnh đi con. Dùng súng đừng dùng lựu đạn phí lắm. Ôi, tôi tưởng là súng để dành sau chứ. Zipline đây, không biết là cái thằng này nó có xây zipline đến thẳng chỗ kia không. Hy vọng là có. Xem nào. Đi mẹ, chả con nick đến cái đeo nào. Thế mà cũng xây. Ui. Sao bên này à, chết rồi, tôi phải mang theo cái thang. Tổ sư, sao không anh em đảm bảo tôi về vụ cái thang. À không cần có thang đâu. Thực sự không cần có thang đâu.
từ mà đi xuống dưới này trộm đi. Có tha thì tốt, không thì đi lại được. Cảm ơn anh em CC Lemon. Mất nhiều máu gì, tôi vẫn mẹ. Tôi vẫn đủ máu mà. Xem có xếp được. Không xếp được. Máu tôi vẫn 1000 trên 1000 mà. Tôi lại luôn. Ở đây rất là quái van rồi anh em ạ. Tốt, rơi mẹ hết mấy cái hematic granite tôi dùng rồi. Tốt. Còn nào? Cũng may mấy cái khác vẫn còn rơi mấy cái hematic granite dùng rồi thôi. Rồi nơi rồi. Thằng nào dám bố láo với tôi? Hỏi luôn một câu cho nhanh. Ba khẩu súng phóng lựu vẫn còn nguyên. Cái này làm nào để tôi nạp được máu ở trong người mình vào cái này nhỉ?
Chưa xếp được, nó không cho xếp đâu. Cái nhiệm vụ nó không cho xếp đâu. À có xếp rồi này, ngon. Đến đây là ngon thôi mà. Ở du bê du bê du bê du bê du bê. Khổ. Quên mất. Quá. Du BB xong lại xếp lại. Tôi nghĩ là xuống dưới kia mình active cái kia là nó xếp rồi. Nào, thì du BB xong lại xếp lại, khổ. Ok. Decontaminating suit. All clear. Điểm cuối cùng rồi. Sam Porter Bridges. Cắm vào thôi. Ô sao ở đây lại có cái bình BB nào đấy? À sử dụng cái bình BB làm chìa khóa để mở à? Valid activation key confirmed. Interfacing with not network. Ok. Kết nối thôi. Tắm ỉa để có thêm bom thôi. Bây giờ cần gì cái loại bom đấy anh em. Bom máu nó mới ra hồn, chứ cái bom kia chỉ làm một kêu đơ người thôi. Kết nối điểm cuối cùng rồi. Edgenot City. Cuối cùng tôi đã mò đến bờ bờ Tây. Cảm ơn A Điệp, Liên Tú, cảm ơn Thảo. Ôi dồi mẹ, đéo gì đây? Vãi đái rocket ạ. Uầy. Ôi dồi thế này thì chung cuối tuổi gì với tôi? Đéo mẹ, quát the group rocket, bắn 4 phát rocket một lúc ạ. Ôi thế này thì thôi, để anh chung cuối ra đây thì ngang với lại mẹ. Hiếp như hiếp chó luôn. Cậu làm rất tốt Sam. Giờ đất nước chúng ta đã được hợp lại thành một, đã trở thành cái đất nước mới có tên là United City of America. Dù bọn khủng bố có như là tấn công phá hủy cái nơi này chăng nữa thì mạng lưới chúng ta vẫn tồn tại. Tất cả những thứ đã được di chuyển thông qua cái The Beach, và cái The Beach sẽ giữ chúng ta liên kết với nhau. À, mạng lưới này được liên kết qua cái The Beach. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa dừng lại được. Đất nước chúng ta vẫn cần một người đứng đầu. Ơ, đến tôi luôn. Tổng thống rồi. Đi, đéo được, vẫn là con chị mới được làm tổng thống. Đó là Amelie. Cô ấy đang cần cộng giúp của bên ngoài. Mang cô ấy về nhà đi Sam. Và cẩn thận thằng cháu Hick đấy. Làm mấy khẩu luôn á. Đéo hiểu anh em, lại còn định làm mấy khẩu bazooka nữa. 3 khẩu súng phóng lựu, bây giờ lại còn thêm mấy khẩu bazooka nữa. Vừa phải trong chùm cuối chơi đéo gì nữa, bắn cái chip của mẹ luôn thì còn nước đon gì. Ơ
À, xuống đây nghỉ à? Thật, đứa em làm con chị hưởng hết lòng dạ đàn bà thâm độc VL. Sam. Sam. Ô. Hả? You came for me. Ờ, anh đến tìm tôi à? Là sao? Thằng nào đấy? Ôi đi, thằng ấy kìa. Sam, it's me. Sam, tôi đây. Thằng Hick kìa. Amelie. Amelie à? Vãi cả Amelie. Sao giọng nó khác thế? Cái gì đấy? Ôi dồi ôi, cái đéo gì đây? Ôi dồi ôi, Attack on Titan rồi. Attack on Titan, con mẹ nó rồi. Attack on Titan. I need to tell you something. Tôi cần nói cho anh điều này. Cái gì đấy? I am the extinction entity. Tôi chính là thực thể tuyệt chủng. Ơ vãi. What the fuck? Thôi mẹ cái gì đấy mẹ. Kinh vãi cản đái ạ. Chiral density increasing rapidly. Tiếng gì đấy? Combat imminent. Combat preparations strongly advised. Repeat. Contact with unidentified entity imminent. Cái gì chăng nữa tôi cũng phải đeo cái kính đội mũ vào đã. Mặt kinh đéo chịu được. Thề với anh em đấy. Mẹ cái mặt nhìn tởm nó còn màu đỏ chứ. Đấy, đàn bà là thế đấy anh em ạ. Đàn bà là những niềm đau mà. Mang hết rocket với một khẩu Rippler thôi anh ơi. Thế à? Nào đi xem cái gì. Tôi nghĩ là tôi mang theo một khẩu rocket thôi. Còn lại là mấy khẩu phóng lựu là được rồi. Khẩu rocket là dành cho thời điểm sau cùng đó. Ơ vãi, đang hát cho con nghe kìa. Ngày sắp qua rồi. À đây là lúc mà ông Clifford bị bọn lính nó tấn công vào đây. Chắc là bắt được, định mang đứa con đi nhưng mà bị một kia nó vây. Thì là ông này ông ấy nấp ở trong cái căn phòng mà mới khóa cửa lại đoạn trước nó xem đấy. Bọn kia nó đang phá cửa. Dù gì bố cũng sẽ bảo vệ con. Hãy để tình yêu của bố làm con ấm, sưởi ấm trái tim con cho đến sáng. Cái nó phá cửa rồi. Khổ. Chắc muốn giải thoát đứa con mình. Đâu phóng lựu đâu? Đây giờ phóng lựu. Đến lúc phóng lựu rồi. Here is ở đây. Hai khẩu phóng lựu nhẹ nhàng. Rồi ôi. Ơ? Tôi tưởng tôi làm hai khẩu phóng lựu cơ mà. Rồi, một khẩu rồi tôi nghĩ là được rồi. Hai khẩu thì... À được, hai khẩu phóng lựu rồi. Vâng, tôi đang có hai khẩu phóng lựu. À, ba khẩu phóng lựu. Và hai khẩu rocket. Mẹ, chùm cuối ra đây tôi mẹ thiến luôn. Dăm ba cái thằng chùm cuối mẹ. Bắn cho thì lửng người luôn. Chùm cuối đâu? Ra đây. Úi dồi ôi mẹ. À, Attack on Titan đây rồi. Mày ra đây. Mày chơi game nhầm ngay rồi. Mày cho tao tất cả thứ tao cần. Đó là cả một cái mạng lưới được hoàn thiện, trải khắp nước Mỹ, kết nối tất cả bọn chúng lại.
Bây giờ ta đã có toàn bộ thế giới trong tay. Biết mà, cái âm mưu của nó là nó cố tình cho mình ấy mà. Ôi, hồi con chịu nằm ở đây ạ. Amelia, đây là phục vụ nổ cuối cùng đấy. Chúng ta đã có 5 cuộc tuyệt chủng. Và đây sẽ là cuộc tuyệt chủng thứ 6. Đại tuyệt chủng đấy. Anh kia chim dài thế. Tao không nói về cái chết của một vài giống loài đâu. Cái này sẽ làm cái cuộc nổ kinh khủng nhất. Sẽ clear toàn bộ sự sống trên trái đất này. Nó sẽ là không chỉ là kết thúc loài người đâu anh em ạ, mà kết thúc toàn bộ sự sống trên trái đất các bạn luôn. Đã đến lúc mẹ đối mặt với cả sự kết thúc của mày. Amelie? Sam à. Ôi dồi ôi. Cảm ơn Điệp Liên Tú. The great work is nearly complete. Mạng lưới gần đã kết thúc. À, đã hoàn thành. Tất cả những cái mạng, cái điểm nối đã được nối lại. Chị sẽ kết nối chúng lại với nhau. Ôi dồi ôi, tạo nên một cái vụ nổ lớn nhất. Thôi xong. Hóa ra là cái việc mà mình mẹ đi kết nối nước Mỹ đấy. Cái việc mình kết nối nước Mỹ hóa ra là rút cuộc chỉ để phục vụ cho cái việc đấy, là nó sẽ tạo nên cái vụ nổ cuối cùng. Đây chính là mục đích cuối cùng của chị. Hắn đã làm gì chị thế? Và từ đầu đến giờ mình bị lừa anh em ạ. Đây chính là lý do mà chị tồn tại. Cái Death Stranding cuối cùng. Đi, tôi chỉ cái gì đây? Đừng có bảo con to hơn nhá. Có vẻ như mày đã hiểu mọi chuyện rồi đấy. Đúng, người như chúng ta. Mụ ta chính là cái cội nguồn. Cái cơn ác mộng đã săn đuổi chúng ta. Giấc mộng về một tương lai. Nghe quen chứ? Chúc mừng mày Sam. Fuck you. Đi. Đi. Tất cả chỉ là cú lừa Sam. Tất cả chỉ là cú lừa. Em có hiểu không? Dù mày có thể coi như là làm nhanh hoặc làm chậm cái chuyện này đi, mà mày không thể ngăn được bọn tao đâu. Kể cả mày có đánh bại tao đi chăng nữa, mày không thể nào cứu được chị mày. Tôi phải bắn vào cái chỗ mấy cái điểm này gì anh em. Giờ đến và bắt tao đi. Được, tao hầu mày luôn. Mày luôn. Time to reset. Đã đến lúc reset. What the hell? Biết trông tởm chưa? À, mày tưởng mày chạy sang bên đấy mà tao không nhìn ra mày à? Trò chơi tiếp tục. Trò chơi đéo tiếp tục đâu con ơi.
Có mẹ rocket launcher rồi. Đổ đi. Úi dồi ôi. Đổ. Đơn giản với một siêu game thủ như tôi. Cảm ơn Chi Sinh, nó biến thành Chiro rồi. Toàn bộ cơ thể nó biến thành một khối Chiro rồi. Úi dồi. Đơn giản nhỉ? Đéo hiểu bao công làm game, đéo làm cho nó dễ dễ tí. Đây là cái lần đánh chùm dễ nhất trong tất cả con game tôi từng chơi. Có những con game nó cũng dễ mà đéo đến cái mức độ như này. Đéo hiểu lắm. Có con chùm nào nữa không? Tôi hơi thất vọng. Chùm nào không? Amelie. Ôi dồi ôi, đây rồi. Mẹ. Bà lừa tôi. Ôi dồi. She's fine. Chị mày vẫn ổn. Extinction's on hold for now. Cái việc tuyệt chủng đang được coi như là tạm giữ lại. Thấy nào. Việc tuyệt chủng đã được tạm dừng lại kìa bạn. Ôi dồi, tay mày làm sao mông chị tao thế hả? Tao khốn nạn. Bỏ tay ở mông chị bố mày ra. Ôi nó bắn trúng con mẹ cái ấy của. Bỏ tay khỏi mông chị tao. Thằng chó chết. Ôi dồi ôi, nó bắn thủng ấy của bê rồi. Bắn thủng mẹ ấy của bê rồi. Khổ thân con tôi. Well, we'll pick this up when you're done dying. Hey, ấy. Kinh rồi. Che cho coi như là bê bê. Tao sẽ gặp mày. Ôi lên đấy, nó lại lấy tay nó vỗ vỗ mới đau tôi. Tao khốn nạn chờ tao nhá. Khổ, nó lấy tay nó vỗ bẹt bẹt vào mông chị tôi. Xót quá mẹ. Thằng khốn nạn, bố sẽ cắt chi mày. Thằng khốn nạn, bố sẽ cắt chi mày. Tế cho bờ mông chị tao. Khốn đàn. Sam hồi sinh được mà, sợ đéo gì. Mày giết tao, tao lại sống lại thôi.
Tôi đang ở đâu đây? Thật, nó vỗ mông chị như vỗ trống, khổ tôi. Đéo mẹ cho chỗ này bây giờ sạch thế. Thôi, mấy cái này vứt bậy đi thôi. Thằng Hick đã đưa cô chị anh đến chỗ bãi biển rồi, không thể để hắn ta chạy được. Phải có cách đánh đuổi theo bọn chúng. Nếu anh không dừng thằng cha Hick lại, hắn sẽ dùng Amelie để coi như là thực hiện cái mưu đồ hắn ta, khiến cho tất cả quán của chúng ta coi như là đi vào ngõ cụt. Cảm ơn A Điệp Liên Tú. Chúng ta đi cứu chị thôi anh em ạ. Vào một ngày khác. Chúc tất cả các anh em ngủ ngon. Tôi nghĩ là còn một phần nữa thôi, chúng ta sẽ phá đảo con game này. Rất cảm ơn tất cả các em theo dõi. Bye bye. See you again. Đi ngủ. Nước mắt em rơi. Trò chơi kết thúc.